Ây yo, what's up, hello anh em, hello mọi người. Chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ. Chào mừng các bạn đã đến với buổi thanh toán thầy à gần giải quyết ân oán giữa tôi và thầy Onyx. Mà chả hiểu sao lại đông anh em á, vì thầy hình như là mọi người cũng muốn thanh toán thầy giống tôi thì phải. Thế mọi người có mặt ngày hôm nay ở đây thì phải thưa mọi người, anh em rủ tôi sang đây để hai anh em bọn tôi thanh toán giải quyết nốt cái câu chuyện mà anh em bọn tôi có chót nói trên stream mấy hôm nay. Chót đâu thầy, nguyên như thầy cố tình như nhưng mà mày cũng thấy cái như này anh em mày có buổi VR để đánh à, đúng không? Thì thầy bảo đánh VR là được rồi, trời ơi. Ơi lại chết nhắn tin. Chú nhắn sao à? Sao chưa thấy like? Trời ơi. Chú hỏi thăm mà. Ui lần đầu tiên trong 5 năm chú hỏi thăm sao lần chưa lần thấy em like? Đó, chủ động. Thật, lần đầu chú chủ động luôn. Dạ. Rồi đây chú. Đấy. Được chú sang chung vui thôi. Làm sao mà em hiếm phải chủ động trước đấy. Tôi chủ động trước rồi. Chúng luôn. Ui, không. Em đúng là em vô tư quá thầy ạ. Sau câu chuyện này là em hiểu chú hơn rồi. Đấy, chắc chắn em sẽ chủ động trong mọi người. Vời quá. Ui, các em đang trưởng thành rồi đấy nhìn bạn. Em xem chim nó để vời. Để bụng hả? Để anh em mình kèo riêng trước nhỉ? Giải quyết cho xong nhỉ? Dạ vâng, thầy ăn tối chưa? Anh ăn xong rồi. Ờ, thầy ăn rồi. Anh mua cho em này. Trời ơi. Cô món gì đấy? Chẳng có giải quyết luôn đi. Em nhận sai thầy ơi. Em sai thầy ơi. Uầy, thầy mua cho tôi lại quả táo phớ ạ. Thầy đánh phủ đầu tôi luôn rồi. Này, thầy mua cho ăn đi. Nó hẹn tôi 7 giờ rồi các bạn. Đen đấy. Nó hẹn tôi 7 giờ. 7 rưỡi nó mới qua. Mua đồ ăn sớm luôn mà. Mua đồ ăn, mua táo phớ cho ăn. Sợ là nó về muộn, nó chạy qua muộn nên là mua trước cho nó luôn. Phải lên tập đấy. Thế thầy cho em ăn bát tàu phớ cho chắc mắt cái anh đánh với thầy nha. Mọi người thấy xem góc cam này nó có ok không? Bình thường chú để góc trên kia thì đấy thì tôi định hỏi qua mọi người sau cái buổi stream này của em nhím mình xem ok không thì bảo chú chuyển qua góc này cho nó đẹp. Góc cam thấy setup nha các bạn nhá. Góc cam thấy setup ấy. Hơi xa. Hơi xa. Bây giờ chưa bắn nên là để hơi xa tí thôi. Tôi xong rồi. My god, điện thoại của ai vậy? Trời ơi. Ôi, nó làm đổ nước ra cái điện thoại tôi ạ. Nó xúc luôn ạ. Này là đánh trong nước rồi. Em xin lỗi này. Vô cùng vậy. Ê, mẹ công đá này. Đó để em tìm đấy nào. Ôi, nó dính nước vào nó bong cả cái cửa. Nghe nghiêm trọng rồi đây. Đưa ra đấy, giấy đấy. Nó từ băng rồi, nhưng anh dán lại. Giấy. Chết mẹ, giấy mất rồi. Không có giấy khô không mà. Giấy ướt để em lau. Để em có giấy khô. Ây da, làm bát tàu phớ thầy mua cho chắc bụng đấy. À, miếng đầu tiên mời cả nhà yêu nhé. Muốn xem dọc bàn. Mọi người xem dọc quen rồi, hôm nay xem thử ngang một tuổi đi, biết đâu lại thích hơn đúng không? Ây mà bình thường mình tự mua tàu phớ mình ăn ấy, chả sao chả thấy ngon gì cả. Nhưng mà kiểu người khác mua ăn cũng bị ngon hơn là nằm. Quay mình như thế không? Em khéo nịnh. Ui, mọi người nghe nhạc không? Đợt bạn thả nào em thấy cái thìa nó cứ đầy cồn à. Mặn thì ra là mình ăn hai cái. Nó ăn cả cái thìa kia nữa rồi thì mày ăn hút nhá. Tí mày chỉ có hút thôi. Rất này thìa đéo đồ ăn thôi. Ơi Nguyễn. Thì bạn thả thấy cái thìa nó cứ đầy đầy. Mấy đâu mà. Tí hút cũng được rồi. Không, nhưng mà cái tia bên dưới em chưa đặt mồm lên. Em chỉ đặt mồm, đặt môi lên cái tia bên C thôi, Nguyễn.
Anh thấy em bút cả vào thi ra rồi. Không có. Cay được. Sorry người. Không được mà. Đây thì... cái này phải có đá mà. À, không được rồi. Phải long, phải long. Để em rửa, để em rửa. Phải long luôn. Đây để em lau, thầy ơi, em làm đổ mà. Thầy cứ để em. Đó, thầy để em đi. Để em làm đi. Đúng rồi, ở dưới này em phải rơi xuống. Dưới này này. Thầm 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 thầm. Hôm nay sẽ giải quyết ân oán hết. Nào, tôi đúng rồi. Nhiều người kèo đầu muốn như nào? Dạ. Kèo đầu muốn như nào? Kèo đầu có. Kèo đầu muốn như nào? Kèo đầu để em xem ạ. Có mấy? Kèo đầu mình vô mắt nhẹ nhàng lên. Đúng không? Nhẹ nhàng. Nghĩa là vì nó cái kèo đầu nhẹ nhàng lên. Ừ. Nhẹ nhàng trước đây. Kèo đầu có mấy? Kèo bao mấy? Có ba. Bỏ ba. Chống đẩy 30 cái. 30 cái. Ừ. Ủa, thầy chống đẩy 30 cái luôn. Ờ, được mà. Ok rồi. Xong gọi nước. Thua, ok. Thua gọi nước luôn. Ok. Gọi nước cho anh em luôn. Ok. Đó, kéo đầu nhẹ nhàng thôi. 30 cái. Cảm phết đấy. Mà nước thì là em chọn được đúng không? Ừ, em chọn đúng nước ngon. Thì em lấy cái 3. Em cũng chọn hiệu thôi, bọn anh tự lựa nữa. Tiếp lên tầng 8 lấy 3 chai nước xuống là xong ngay. Rồi đúng rồi, thua nữa. Tao cho uống xích tố lọc đá luôn. Rồi à, vừa ăn xong sao chống đầy được nhở? Làm em xem giải thế giới là người ta sẽ cho khởi động trước. Mình làm phần khởi động trước luôn thầy nhở? Khởi động thì ok được rồi, mình sẽ hỏi vui và ấy kèo thế thôi con ạ. Này, nhiều người bảo tôi khờ. Nhiều người bảo tôi khờ. Nhưng mà bạn không thể trung khôn mãi gì ra. Đấy bây giờ kiểu thầy nói tôi chơi stream thế làm sao tôi dám nói lại đúng không? Cho nên là phải tìm một bộ môn nào đấy để anh em có thể giải quyết được. À, một cách sòng phẳng, thầy thấy hợp lý không? Chứ sao nữa? À, bây giờ anh em hỏi tự tin nhá. À, tự tin thì cần phải bắt tay thầy. Thầy hỏi tự tin cho anh. Thầy trả lời hiếp như thế gì à? Rồi rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tia. Phá. Ủa, là có thể cho bạn xem dạy của anh Độ Mixi một cách gần gần nữa. Đây này. Ừ. Anh cũng chưa được gặp vào lần nào luôn. Xem thôi, xem thôi. Xem thôi. Xem thôi. Đây, cũng là vì Độ Mixi mang cho là cái tốt tầm. Ồ. Ủa. Gọi chữ nó đẹp này. Ồ, không đi xin chữ lắm. Ồ. Anh thì cầm đi, thầy bảo thấy chưa cầm này. Ở đây thì... không khác gì này. Ủa ừ. Là trông kiểu đẹp kiểu thế đẹp kiểu tí nhỉ? Là anh có phải trên cái ngọn trắng nữa. Mà ví dụ như kiểu chơi game nhá. Mà mình cầm cái mình mà có một cái bộ skin đẹp ấy kiểu đó thì mình sẽ tự tin hơn. Ở trong VR cũng thế. Mình mà cầm một cái cây gậy VR đẹp thì kiểu gì mình bắn cũng hay hơn. Ủa nhưng mà tò mò quá, không biết lắp thử con này vào nó sẽ như thế nào. Anh cũng đang đợi một món quà đầu gậy trắng. Dạ. Cái đồ đợi đấy. À đồ gậy trắng này. Ừ đẹp, đẹp lắm. Đang đợi ạ. Không. Nghĩa là đợi người ta làm á hay là mình mua? Mình phải đi mua chứ. Ờ thế em mua. Cũng được mà. Ừ thế mua, mua tặng anh Độ luôn. Ừ, lâu lắm chứ. Ừ. Hay ngay chứ. Em đoàn đầu xem cái ngọn này ở đây. Carbon đi. Ừ, carbon trắng. Thế bây giờ là mình phải bán thẳng cái đầu này đi. Xong rồi em sẽ mua cho anh đền, em đền cho anh Độ một cái đầu. Khách đến, khách đến. Đuổi anh chủ. Nhà đến các bạn ơi. Chúng nào đây. Anh chạy chết rồi. Anh chạy chết rồi. Em lắp dậy sẵn cho anh rồi này. Chúng nhà này. Anh chạy chưa rồi. Em biết anh sẽ đến mà. Anh sẽ đến mà. Anh chạy chạy thôi. Anh chạy chạy qua. Không, em đang làm sao? Chúc kèo mày. Chúc kèo mày cả mìu. Đây là góc 1x nha. Góc không phải 5 như này là anh Độ ơi. Đấy. Đâu? Đây. Tôi mỗi người tặng cái. Anh Quang thấy ok không Quang? Ok, xa hơi xa. Không, đây gần này. Đây không ạ?
Chuyên nghiệp chưa? Nhìn vào đây. Nhìn vào đây, cười nhanh lên. Không bố cho đi về nhá. À bỏ tay ra. Đánh tôi dính. Anh ơi, đánh ra không? Đúng rồi. Khô đấy. Đánh đây nhá. Ừ, đúng rồi, trắng đôi chỉ ngon 2 quánh nghèo rồi. Được, em sẽ mượn được. À, bánh kẹo bánh kẹo bánh rồi. Ơ, thầy phá rồi ạ? Phá rồi. Phá rồi đâu? Đâu? Ui, thầy phá rồi. Đi ơi, không xấu nữa. Đâu? Đi sang cho mẹ ngồi nào. Ra đây không bắn vào mặt đấy. Đâu? Cái nhiều vậy carbon với độ oxy à? Ở đây rồi. Ta rồi đó. Sao chứ? Mới cả đầu tiên. Ra đây đi Nhi ơi. À. Ngắm. Nhi ơi, không chẳng có cái chủ nhá. Thầy nhường em. Chẳng có cái sao ý. Nhi ơi, chẳng cả cô con. Bạn mặt chưa rút phòng. Đã nghe ra là kèo này cũng gặp quá. Tính sát chiếc riêng rồi đấy. Cứ nhờ ai, ai được. Nhìn thấy không ạ? Ai được tư cả cái bảng này. Cái bảng này trên văn phòng. Đấy có nhìn màn hình không? Thấy cái này. Có gì? Này. Dù thầy là lúc tập đến nhà luôn. Em cứ ăn một ví của em trước nhiên nhiên. Ok, một ví. Một ví thôi mà. Con ra cho cái bảng ấy. Con ra cho robot cái nhảy kìa, mọi người nhìn thấy kìa, ra cho robot nhảy. Tránh xa chúng ra. Em phải nghe nhạc đấy. Em phải nghe nhạc á. Rồi, khó luôn. Mấy điện thoại rồi ạ. Xin nào, xin đâu nè. Ở đâu, không ăn rồi. Làm.
Má nó xong từ đấy. Em ơi đấy. Chứ không phải là nghiệp dư nữa trời. Ui sao ôi 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 để góc cam mày đi qua đi lại nhiều nó bảo ra góc mày đi người đi qua này để góc mày cam khác người đi các bạn không biết giống người khác hôm qua thầy live stream mà cũng phải đổ giải khác hẳn người khác mà hôm qua xem không thì đã thấy ba từ rồi cuối một tí hai lần hôm qua thầy nhìn rồi à không bật lên được mấy nhìn như nửa tiếng không chắc thầy nhìn tháng rồi ngoài em nhắn luôn rồi nhưng mà còn giờ đấy không ai cũng chưa qua làm gì xem ai đi đà vâng giấy nhé mà rổ rồi xong đập con tám nó vào luôn hả chắc hôm qua thầy xem khoảng mông với bú để tao đi có luôn rồi xem tà răng với sao đi ban chứ em bình thường có được ban đâu đây không chỉ lỗ à ơi nào đây cũng chỉ lỗ luôn rồi không chỉ đâu mà chỉ lỗ đánh đúng quả, quả gọi là highlight đấy.
Đánh quả đấy là về rồi đấy. Đây nó gọi sao lại nước chanh. Có cái gì như kiểu hai lần các kiểu em ý gọi.
hai lần đấy. Chiều chị luôn. Trà sen vàng kìa. Trà sen vàng. Trà sen vàng. Anh ơi uống thanh đào ấy ngon phết. Anh ơi chiều nay cậu uống thanh đào. Đây là thanh đào. Nhưng mà chiều nay cậu có uống đào. Chết rồi vậy? Chết ạ, điêu chết. Thì cũng uống thanh đào đúng không? Dạ vâng, em uống gì được ạ? Thầy uống gì đấy? Thanh đào. Ăn đi! Ăn đi! Ăn đi! Fuck! Không thứ hai
giải việc sao nhỉ? Ôi, khó luôn. Khó luôn. Lùi lại. Bằng bi rồi. Chặt cả 9 đến được đấy ạ. À không, 9 đang chặt 3 các bạn. Chặt 3 mình vào đi. Ôi trời ơi, lỗ xong mạch nha, tuổi phương đấy rồi. Mạch 7 mạch 7 rồi. Ôi quả cũng rất tính cân chuẩn đấy, kiểu
sợ rồi đấy. Số rồi đó. Ừ, chưa thấy cái đấy. Cân đẹp hơn đây ạ. Cân cái. Ui. Cân trọng đói luôn.
thầy ơi. Không nhà thầy thầy hai sẹo anh ạ. Bây giờ sẽ bán kiểu gì cho thầy sẹo không? Không cần bán nữa, cho thầy tự thua. Được. Anh ạ. Anh ạ. Nguy hiểm này, nguy hiểm này. Không, ngoài sao? Nguy hiểm này. Quay ở tầng 6. Đã làm xong tầng 6 quay. Quá đẹp rồi thầy ạ. Hai. Kẹt thúc thôi thầy. Kẹt. Mấy giờ rồi Miu? Mình còn cốc nước anh ạ, 49. Mình đặt chân đi. Anh không ăn. Cốc nước anh đúng không? Ok thầy. Anh không ăn quần áo xanh 8. Thầy ba xe rồi. Ok anh luôn. Nhìn ở bên trái ra xe không? Cơ quả này làm không đủ à? Sao lại đánh nhỉ? Chưa đủ quá. Đủ. Thế thầy béo thế đấy. Mỏng quá. Mỏng quá anh ạ. Tính lương ra đến chỗ nhà
ăn được cái nào. Nhớ bảo là có cách Yakuza mà chú. Yakuza màu Yakuza. Yakuza chú ạ. Nào cách bỏ những người. À có thế. Đều. Sao đây ăn bún nhỉ? Khó, bún khó ấy. Chắc ăn được. Bún tăng ấy. Còn ba bún khó thế phải ăn được. Ừ. Khó. Của ba đấy. Con ca này. Thầy đang nghe vị dưới. Trong vị dưới ngon quá. Mà cộng nói hơi khó là thầy. Ê. Khó nha. Chạm 12 rồi, chạm 12 rồi, chạm 12 rồi, chạm 12 rồi, chạm 12 rồi. Tay ghế rồi. Đấy, chạm 3, chạm 3. Chạm rồi, chạm rồi. Chạm rồi. Chạm bóng đi. Vậy chạm, nhặt con 6 lên, tôi thấy. Không, không nhặt. Bây giờ mày cũng thể ăn được cái này của thầy mà. Vâng, biết rồi. Ngon quá trời ơi. Chết rồi. Ăn dưới thì có bún khó ăn hết đấy. Vâng, có bún khó ăn. Phải ra cái này. Mà trên thì thế, trên bún kia. Có khách kìa, nhà có khách kìa. Chứ, có khách không phải đấy, anh đặt về. Đi tập luôn mà. Anh cảm ơn. Một đều không? Nhìn 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 nhìn. Mà chú nhớ. Nhìn nhìn nhìn. Ôi, tập xong anh. Vâng. Cái ối cả anh Bảy ở trên đang tập. Quay. Lúc nào cũng mặc được tắm cho tôi người. Sạc. Dạ, chú bóng mai. Mày hỏng một tí rồi. Không mày. Chú bóng mai. Mày hỏng cái không sợ. Là cái để xuống đất. Điều bạn. Học giải cái gì đấy. Chắc không sao đánh ba. Chắc tập gym nhiều. Hộ tập gym nhiều đẩy cái tay nó tính liếc. Không hộ gì không. Kéo căng. Nó lại của ai đấy vừa của chúng ta đi thầy trông thoáng hơn không? Còn đéo thầy không người đi tập gym. Uầy, chị đã bông nghiện mà đi tập gym chắc phải lên cơ xương đấy nhở? Đó chú nhìn cơ bắp lên hoài. Sao thầy đéo 12 nhở? Thầy trước không đéo tập gym ấy. Tay nó ở giữa rồi. Mặt mấy kia khó quá. Nó mới quen hơn xử lý luôn. Rõ lên luôn. Gần rõ lên luôn. Tôi tập cái đoạn sao này. Không chết cái. Chưa. Ồ. Mà chết mặt nhầm gậy ơi. Bây giờ mới nhận ra. Cà biu. Bây giờ biết xem. À, mặt hai gậy liên tục ạ. Thề. Thằng anh biết chơi ạ. Thì ra thầy mới xem tiếp này. Hồi xưa khi đánh Linux suốt mà chú. Ai à? Thầy có mấy quả đấy? Ôm băng này, sắp băng này mà chất lượng phết. Đấy là chưa thay nhỉ thôi, đánh được thế thôi. Nhưng mà giờ thay nhỉ thôi. Thả nào, thả nào, thả nào, thả nào, thả thay. Mấy ông cứ thay nhỉ nhỉ. Chỉ cho cả thôi. Ừ, em để áo anh hỏi đi. Được. Không phải 4 ngày nữa. Mà em đâu đi? Đâu anh có bắt đầu lên cắt tóc nhá. Không. Ngày mai à? Mai chỉ có tóc này. Này chơi nguyên rồi, nguyên là đồ ăn. Tại anh đi ạ. Đúng không? Thì cái áo đấy rồi mà đấy là phải may lại. Ừ. May thì có phôi sẵn. Tại vì kia xả bom. Nhưng mà nguyên thì anh chuyển khoản này. Ai à? Ai à? Sao mà sập gan đấy? Ừ, nó sập gan đấy, Miêu, đừng có tin nó. Ai, công ty nó có đủ luôn nhà để bao giờ? Cái cổ, sân nhà, cái trời. Anh em
Vâng, em
quên cái gì nhỉ? À đây đây, bắn xong lá rồi. Thôi trả đi. Em trả luôn mất đi. À bên đấy, bên đấy chú kìa. Xoay mặt với kia, xoay mặt với kia. Xoay mặt đây. Đây chơi này. Đấy là thế bây giờ. Bao nhiêu cái? 3 cái. Đếm, em đếm. Em đi tín thầy ơi, không phải đếm. Không phải đếm chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trời ơi, tí tay nó bắt được rồi. Tự nhiên được luyện tập thêm. Sống quá.